Ngày mùng 4 tháng 8, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và cấp ủy chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, trách nhiệm, bám sát thực tiễn, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng các đối sách bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và các hoạt động kinh tế biển. Chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy tổ chức đảng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo nền nếp chế độ sinh hoạt, lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tăng trưởng. Đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, linh hoạt. Triển khai đồng bộ công tác hậu cần, kỹ thuật, đảm bảo tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, ban thường vụ đảng ủy quân chủng Hải quân cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với quân ủy trung ương Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ. Toàn quân chủng duy trì nghiêm lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động công tác đảng công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục chính trị chỉ rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân cần tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022.